Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Bắt giữ thanh niên 19 tuổi vì dọa giết người Do Thái. FBI hôm cuối tuần vừa rồi bắt giữ Sean Pietila, 19 tuổi, cư dân thành phố Pickford, tiểu bang Michigan, vì đưa ra những lời đe dọa mang tính bài Do Thái trên Instagram. Cụ thể, Pitala bị truy tố với tội danh truyền tải thông điệp có nội dung đe dọa làm tổn thương người khác. Công tố viên liên bang Morton cho hay, trước đó thanh niên này trong một cuộc đối thoại với một người dùng khác trên Instagram đã nói về ý định thực hiện một vụ giết người hàng loạt. Pitala khai với nhà chức trách anh ta không có ý định thực sự làm như vậy. Tuy nhiên các nhà điều tra tìm thấy tên của một giáo đường do Thái giáo ở địa phương, một ngày tháng và danh sách vũ khí bao gồm bom, bom xăng và súng trong ứng dụng ghi chú trong điện thoại nghi phạm. Khi khám xét nhà, cảnh sát cũng tìm thấy đạn dược, một khẩu shotgun, súng trường, nhiều con dao và một lá cờ đất quốc xã. Petitia đã hầu tòa vào thứ Sáu tuần trước và sẽ phải ra tòa tiếp vào ngày 22 tháng 6 tới. Nam sinh Hoa Kỳ nghi sát hại bạn gái cũ trong chuyến đi mừng lễ tốt nghiệp. Blake Linkos, 18 tuổi, cư dân của Blue Rock, Ohio, vừa bị bắt sau khi bạn gái của cô anh ta là cô Natalie Martin, 18 tuổi, được phát hiện không có phản ứng trong phòng khách sạn của cô ở bãi biển Model, ở tiểu bang South Carolina. Nhân viên ứng cứu khẩn cấp của khách sạn trên đã tuyên bố là cô Martin đã chết tại hiện trường. Martin là cư dân của Roseville, Ohio. Cảnh sát cho biết là đã phát hiện những tình tiết đáng ngờ trong cái chết của Martin. Các nhà điều tra xác định là cô bị bóp cổ bằng tay không. Vụ việc xảy ra trong chuyến đi kỷ niệm lễ tốt nghiệp trung học của Linkos và Martin. Linkos đã bị bắt với cáo buộc giết người và không được tại ngoại. Theo Metro, Linkos và Martin là bạn học cùng lớp tại trường trung học Philo. Cả hai đã hẹn hò vài năm và chia tay cách đây không lâu. Trên Facebook của cả hai có những bức ảnh họ selfie vui vẻ cùng nhau trong nhiều năm. Bãi biển tỷ phú bí mật lần đầu mở cửa sau 40 năm. Một bãi biển bí mật dành cho những người giàu có ở Malibu, California sắp chính thức được mở cửa với công chúng sau nhiều năm. Bãi biển Escondido đã vướng vào các cuộc chiến pháp lý trong nhiều thập niên, vì vậy công chúng không thể tiếp cận bãi biển theo quy định của địa phương. Theo The Guardian vào những năm 1980, giới nhà giàu đã thao túng toàn bộ bãi biển này, tuy nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong phiên điều trần gần nhất, Ủy ban Duyên hải California đã chỉ ra những vi phạm khi những chủ sở hữu địa ốc không cho phép công chúng tiếp cận khu vực bãi biển gần nhà của họ. Escondido có nghĩa là ẩn trong tiếng Tây Ban Nha và bãi biển này thực sự vẫn khó tiếp cận đối với công chúng trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, bãi biển Escondido nằm ở một khu vực rất nổi tiếng của trung tâm Malibu, gần Paradise Cove, thác Escondido và Point Doom. Bản tóm tắt từ Ủy ban Duyên hải California tiết lộ sau hơn 30 năm, những chủ sở hữu nhà giàu đã đồng ý trả tiền phạt và tỏ thái độ hợp tác bằng cách sắp xếp lại các đoạn đường tiếp cận công cộng để mở cửa du khách. Malibu từ lâu được coi là ốc đảo của những người giàu có, được đặc biệt danh là bãi biển tỷ phú sau khi những người nổi tiếng và cư dân cao cấp mua nhiều địa ốc đắt tiền trong khu vực. Theo Realtor.com, thành phố có dân số chỉ hơn 10.000 người này, có giá địa ốc trung bình là 5,5 triệu Mỹ Kim. Mặc dù chưa có thời gian cụ thể, nhưng du khách sẽ sắp được tận hưởng hơn 43 km bãi biển công cộng ở Malibu. Vâng, kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.